Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại cơ sở số 4 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Và hôm nay tại cơ sở Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, chúng mình đang có mặt để làm chương trình Giờ Vàng Giá Sốc. Và hãy cùng mình phỏng vấn một số bạn xem là cảm nghĩ của bạn ý xem hôm nay mọi người đã mua hàng và trải nghiệm ở An Phát như thế nào nhé. Xin chào bạn, thì hôm nay thì bạn đến với cả cơ sở An Phát tại Bắc Ninh thì bạn đã mua được gì cho mình rồi? Mình đã mua được một chiếc laptop ạ, với trị giá là 4 triệu đồng, 3.999.000 ạ. Bạn cảm thấy hài lòng với cả cái mức giá mà An Phát đưa ra cho bạn ngày hôm nay không ạ? Thực ra thì cái mức giá này thì mình quá là hài lòng rồi, nó rất là tuyệt vời rồi. Thì hôm nay đến với An Phát thì bạn cảm thấy dịch vụ An Phát đem lại cho bạn như thế nào? Mình thấy bên mình là phục vụ là cũng khá là chu đáo, sáng giờ là cũng anh em là cũng được có chỗ ngồi và chịu trải nghiệm rất là tốt. Tuyệt vời, không khí ở đây là rất là vui ạ. Mình cảm ơn bạn đã đến với An Phát ngày hôm nay và chúc bạn sẽ có những trải nghiệm vui vẻ với sản phẩm mà bạn vừa mua được nhé. Okay, cảm ơn bạn. Em chào anh, thì hôm nay mình đến với cả An Phát thì anh đã tham gia cả hai chương trình là Giờ Vàng Giá Sốc và Đấu Giá Ngược. Thì ở Giờ Vàng Giá Sốc thì anh đã mua được gì cho mình vậy ạ? Anh thì có dự định hôm trước là anh dự định mua cái bàn phím với con chuột cho con trai rồi. Thế nên hôm nay được sự giới thiệu của bên chỗ công ty mình thì anh ra đây anh đấu giá ngược. Thì anh rất là vui mừng khi được nhận được một cái ghế đấu giá ngược chỉ giá 1.000 đồng. Rất là thank you, cảm ơn công ty em có những phần quà tốt cho người tiêu dùng. Dạ vâng. Thì anh khi mà trải nghiệm ở An Phát ngày hôm nay thì anh cảm thấy dịch vụ An Phát đem lại như thế nào ạ? Anh thấy các bạn ở đây thì rất là nhiệt tình, rất là nhiệt huyết công việc và nhất là giải đấu giá này rất là fair play. Mọi người vào lấy mã và theo cái sự đấu giá của mình mà rất là anh thấy rất fair play. Vâng. Ok. Tất cả đều rất là minh bạch đúng không ạ? Đúng rồi, rất minh bạch. Vâng. Em cảm ơn anh đã đến với cả hai chương trình của Bắc Ninh ngày hôm nay và chúc anh sẽ có nhiều sức khỏe cũng như là nhiều trải nghiệm tốt với những sản phẩm cũng như là những cái phần quà mà mình vừa mới được nhận được nhé. Ok, em thank you, cảm ơn vâng nhé. Chào bạn, thì hôm nay đến với cả Giờ Vàng Giá Sốc thì bạn đã mua được một chiếc laptop cho mình rồi đúng không? Đúng. Vâng. Thì đến chương trình thứ hai là chương trình Đấu Giá Ngược thì bạn đã trả giá ở một mức giá là thấp nhất và duy nhất trong ngày hôm nay, thì đó là món đồ gì đấy ạ? Thực ra hôm nay là mình rất là may mắn rồi và mua được một chiếc laptop với giá rất là rẻ, rất là hợp lý. Vâng. Và trong chương trình Đấu Giá Ngược thì mình trúng thêm một chiếc vỏ cây của Sigmatech và với giá là 4.000 đồng. 4.000 đồng và một mức giá thực sự là rất là bất ngờ đúng không ạ? Bạn có cảm thấy bất ngờ bản thân mình không? Thực sự mình hôm nay là quá may mắn rồi. Vâng. Không ngờ là mình có thể trúng được như vậy. Vâng. Thì qua chương trình hôm nay thì bạn muốn nói gì về An Phát không ạ? Thực sự là mình cảm ơn An Phát đã cho mình trải nghiệm cái chương trình như thế này. Vâng. Vâng. Tất cả cảm ơn mọi người đã quan tâm và cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã gọi là ủng hộ. Nói nhiều nghĩa hơi quá nhưng mà thực sự là mình cũng có chút may mắn ạ. Vâng. Cảm ơn bạn đã đến với cả hai chương trình hôm nay của An Phát và chúc bạn sẽ có những trải nghiệm vui vẻ với cả hai món đồ của mình nhé. Chào chú ạ. Thì hôm nay đến với cả Giờ Vàng Giá Sốc An Phát thì chú đã mua được món đồ gì ở cái chương trình trước ạ? Chú mua được cái main gigabyte. Vâng. Chú cảm thấy là cái giá mà hôm nay mình được An Phát ưu đãi thì chú có hài lòng không? Rất hài lòng An Phát. Dạ vâng. Thì đến chương trình thứ hai thì sau khoảng 4 lần mà mình trả giá thì chú đã trả với mức giá là bao nhiêu ạ? Mức giá 2.000. Vâng. Trúng được coi như là cái màn hình LG. Vâng. 24 inch. Dạ vâng. Có thể là hôm nay là mình khá là may mắn đúng không ạ? Vâng. Thì cháu rất là cảm ơn chú đã ủng hộ An Phát và cũng như là quan tâm đến cả hai chương trình của bên cháu. Và nếu như mà có một lần nữa An Phát tiếp tục mà mở những chương trình tại Bắc Ninh thì chú có sẵn sàng tham gia không ạ? Có, tiếp tục tham gia. Dạ vâng, cháu rất cảm ơn chú ạ và chúc chú nhiều sức khỏe ạ. Vâng ạ. Em tên là Khánh ạ, sinh năm 2002. Em ở Mê Linh. Thế hôm nay thì bạn đến đây với bạn đến đây từ lúc mấy giờ và bạn đang chờ đợi cái chương trình gì ở An Phát nhỉ? Em đến đây từ lúc 8 giờ để săn một con màn hình Acer ạ. Cũng khá lâu rồi mới thấy chương trình khuyến mãi trở lại từ đợt trước đến giờ. Thì từ trước đến nay thì bạn đã biết đến An Phát qua những phương tiện truyền thông nào và tại sao bạn biết được cái chương trình này? Em biết đến ở trên Facebook với cả YouTube. Thì em hay xem An Phát qua Facebook hơn, tại vì hay nhóm các thứ thì các bạn hay chia sẻ các thứ về máy tính các thứ. Thì em hay theo dõi trên ý để vui PC làm việc của mình trong cuộc sống. Thế bạn đã có một cái sự chuẩn bị gì để đến với các buổi đấu giá ngược ngày hôm nay? Em mặc dù đến không sớm nhưng mà em vẫn có một cái tinh thần lạc quan để có thể mua được đồ khuyến mãi ở bên mình. Mình chúc bạn may mắn sẽ nhận được cái món quà mà bạn mong muốn có ngày hôm nay nhé. Okay, cảm ơn bạn. Mình tên là Nam, hiện tại thì mình 22 tuổi.
thì hôm nay bạn đã có mặt ở đây đến lúc mấy giờ và bạn đang chờ đợi chương trình gì ở Alphard ạ? Thì mình tìm được thông tin là Alphard đang sale ở trên Facebook nên là mình đến đây lúc 9:30 và mong là mình có thể mua được một vài sản phẩm đang sale thôi. Thì hôm nay mình đã có mình đã biết đến cái chương trình này là ở trên phương tiện truyền thông nào, mạng xã hội nào, và bạn đã có sự chuẩn bị để gì để đến với cả cái buổi đấu giá ngược ngày hôm nay? Thì mình đọc được thông tin Facebook qua bài quảng cáo trên mình đọc được bài quảng cáo trên Facebook. Mình đang chuẩn bị 40 triệu ở đây rồi. Theo bạn mong muốn là mình mua được cái sản phẩm như thế nào, với cả mức giá mong muốn như thế nào? Thì hiện tại mình đang cần cái màn hình máy tính với một ít linh kiện để lắp cái PC cho mình, nên là chắc là mình sẽ vào dưới sân. Trước tiên thì bạn giới thiệu một chút về bản thân mình nữa không ạ? Mình là Dũng, thì năm nay là 23 tuổi và hiện đang ở Hà Nội. Thì hôm nay bạn đã biết đến chương trình Giờ Vàng ở bên Alphard ở qua mạng xã hội nào ạ? Mình thấy ở trên Facebook, fanpage của bên mình ý, thì có share cái event này thì mình thấy. Thì hôm nay mình thấy bạn đã mua được một sản phẩm rồi, thì bạn có thể chia sẻ một chút về sản phẩm cũng như cái mức giá ưu đãi bạn mua được ngày hôm nay được không? Hiện tại thì mình mua được cái bàn phím cơ thì giá là 300.000, thì mình thấy giá được giảm giá này khá là tốt. Thì hôm nay bạn đánh giá thế nào về các buổi Giờ Vàng ngày hôm nay, kiểu nhân viên tiếp đãi mình có nhiệt tình không? Nhân viên tiếp đãi thì mình cũng khá là thấy nhiệt tình. Mình cảm ơn bạn nhé, mong là bạn sẽ ủng hộ Alphard nhiều hơn. Mình cảm ơn. Cả hai chương trình đấu giá ngược và chương trình Giờ Vàng giá sốc đã diễn ra rất thành công ở cả ba cơ sở. Hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình tiếp theo nhé.